ăn cái bé là cho cái bé thịt và cái bé bỏ cái thời gian ra để đến khi phạm đồ bộ với đồ này thì là không có sự được ép ở đây thì sẽ lấy lên cái thịt đồ ra còn cái món không thể động tưởng ra được cứ biết trời sẽ lạnh đi làm quay lại trứng gà nướng bỏ trong cái kẹo nha sữa đậu nành nha đậu xanh đậu phộng rất là ấm bụng luôn thực ra thì cái món này á khách thường đến nhà kể ra ở đây thì bây giờ chúng ta đi ra thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta cũng thấy đúng rồi mình đi xuống đường là mình có rồi không cần phải đi đâu xa hết dạ, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh đâu có lạnh đúng rồi thôi. Không có lạnh và cái cảm giác mình ngồi mình ăn cái củ khoai lang nướng uống một cái sữa đậu nành ở chợ Đà Lạt thì nó hoàn toàn khác biệt là mình ngồi ở chợ Bà Chiểu thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái địa chỉ rất là nổi tiếng mà được rất là nhiều gọi là vlogger hoặc là họ review lại đúng không? Yeah. Đấy thì chúng tôi cũng chia sẻ ngày hôm nay trong đêm thành phố muốn ăn hai món này hả? Thì chúng ta có thể thứ nhất nha các bạn nghĩ có thể ghé một cái góc quán khá là nổi tiếng là bánh tráng nướng đường Nguyễn Văn Trỗi cụ thể là số 61 Nguyễn Văn Trỗi hoặc là số 53 có luôn là số 112 có luôn nguyên với dãy chi nhánh luôn cũng là chúng ta. Rồi tiếp theo á thì bánh tráng nướng là mình có rồi ha. Rồi mình bây giờ mình ăn mình vào mình thưởng thức sữa đậu nành đi. Bởi vì lúc này trời thời tiết lạnh lạnh. Cái mình vô mình đổ một ly sữa đậu nành. Ai mà thích một ít đường thì cho thêm đường ha. Ai thích không đường thì có thể là không kêu đường. Dạ. Rồi mình ăn thêm một cái bánh nữa, bánh ngọt. Mà ở đây không hiểu sao tự nhiên mình ăn sữa đậu nành chung với bánh trong cái khí trời lạnh lạnh như thế này mình cảm thấy nó phù hợp lắm quý vị. Dạ. Mình ghé ngay quán hoa sữa số 64 Tăng Bạc Hổ. Giá thì đâu đó vào thời điểm mà chúng tôi cập nhật thì chỉ có 7-8 ngàn một ly sữa đậu nành thôi. Và sữa thì sẽ được chọn kèm với các loại bánh ngọt. Mình vừa ăn vừa nhâm nhi sữa, vừa ăn thêm một chút bánh. Rồi hương vị đó nó cứ động lại ở trên đầu lưỡi đúng không? Bởi vì là thời tiết nó cũng lạnh lạnh tê tê. Dạ. Thật sự là ngay giây phút này đây không biết là có vị tín giả nào xếp vào đây một ly sữa đậu nành tại vì phòng thu của mình cũng lạnh lạnh nên là không phải lạnh mình Đà Lạt đâu mà Đà Lạt nhưng mà cảm thấy cảm thấy là giống như thể là mình đang ngồi Đà Lạt thật sự chắc là cảnh tường bởi vì mình đang giận hết cái mình có một cái sự liên tưởng phong phú quá rồi bây giờ mình tắt đèn thì là mình liên tưởng được thêm một cái chơi nữa mà mình có thể vui chơi về đêm ở Đà Lạt đây tắt đèn hả sao đi đường ta thì mình mở đèn flash điện thoại lên rồi bây giờ mình chưa có hình dung được là Đinh Hà đang chuẩn bị dẫn cánh tường đi đâu bây giờ tắt rồi nè dạ rồi ủa sao tối thui vậy đâu có dùng đọc kịch bản đâu ủa gì hả bây giờ mở cái đèn điện thoại lên đọc kịch bản nè Đinh Hà 2, 3 rồi thấy rồi nè thưa quý vị chúng ta sẽ đến với kinh đô ánh sáng làng hoa Thái Viên hoặc là hướng về phía Trại Mát đó thì chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 cây số thôi hướng đi làng hoa Thái Viên Trại Mát. Làng hoa Thái Viên được biết đến với những mệnh danh khác nhau như là thành phố không ngủ hay là kinh đô ánh sáng. Đây cũng chính là điểm đặc trưng là trải nghiệm thú vị cho những ai muốn ngắm Đà Lạt tuyệt đẹp về đêm. Dạ, thật sự là với cái bức hình mà chúng tôi nhìn thấy và xem được về đêm ở làng hoa Thái Viên thì đó thật sự là một cái điểm mà chúng ta cần phải đến. Với những ai mà đặc biệt là mình cảm thấy là bộn bề giữa cuộc sống thành thị quá mình đến với Đà Lạt thì chắc chắn là nơi này sẽ làm cho lòng mình dịu đi rất là nhiều. Tiếp theo thưa quý vị, một nơi nữa để chúng ta có thể là trải nghiệm không khí Đà Lạt và đặc biệt á, bởi vì Đà Lạt là một vùng cao nguyên cho nên là ở đây cũng sẽ có một số những gọi là người dân tộc ít người thiểu số và nơi này thì có những cái lễ hội cồng chiêng ở đỉnh núi Lang Biang Lang Biang đúng không ạ? Chúng ta có thể là đến đây và mình chia sẻ, mình tham quan vui chơi và mình khám phá nữa cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng của những người con Tây Nguyên. Một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tác giả của bài viết này chia sẻ chắc chắn là thử một buổi giao lưu